Alo, anh đây. Gấu béo của anh bị làm sao đấy? Anh, hôm nay có thợ ra sơn phòng cho em ý. Xong rồi bây giờ đóng cửa vào là em lại đau đầu. Đóng cửa kín mắt lắm luôn ấy. Mà mở cửa ra khỏi bụi lại bám hết lên tường ý. Em phải làm sao bây giờ? Mày đang sắp phạm phải sai lầm chết người đấy con điên này. Sao mày vào được nhà tao? Mày mới đáng chết đấy. Tao vừa cứu cho mày một bàn vua trông thấy đấy. Radar của tao ngửi cái mùi nham hiểm câu chuyện gấu béo của mày. Mày cũng thấy thế đúng không? Tao nghi cái ông thợ sơn tường nham hiểm ấy chắc chắn là lão ấy dùng cái loại sơn tường này để hạ độc gấu béo của tao. Hoặc là đeo cái thằng thợ sơn tường nào hết. Chẳng qua là người yêu mày đang thử lòng mày thôi. Tao làm vùng ở mấy hội chị em sao tao không biết. Cứ rảnh ấy là mấy mẹ lại bắt đầu lôi người yêu ra kiếm chuyện rồi thử lòng đấy. Thế giờ như thế nào? Nhanh lên người tao đợi kìa. Bây giờ có hai phương án cho mày lựa chọn. A là đóng cửa phòng, B là mở cửa phòng. Nếu chọn phương án A thì khổ người yêu mày. Mà nếu chọn phương án B, khổ cả cái nhà, khổ cả người yêu mày, bởi vì người yêu mày sẽ phải dọn. Tốt nhất là không chọn phương án nào cả. Ủa, đưa ra bán chi rồi không chọn cái nào? Thì đương nhiên rồi. Mấy cái câu hỏi của bọn con gái có câu trả lời đâu. Mày không nghe người yêu mày nói em bị đau đầu à? Tốt nhất ấy, việc mà một người đàn ông tâm lý nên làm đó chính là hỏi cô ấy rằng em bị đau đầu như thế nào? Có cần anh mua thuốc cho không? Hay anh đưa em đến bệnh viện nhá. Ồ, anh chọn là bán A. Đón em sang nhà anh rồi ở những khi nào hết mùi, hết nóng thì về nhá. Ơ, điện thoại của tao. 1 hour later. Hay à? Hay thì vỗ tay. Bây giờ tao không cần phải giật điện thoại của mày nữa luôn nhá. Tao chỉ hỏi mày một câu thôi. A, uống thuốc. B, bài nào hay? Mày nên để ý cái nào hơn? Lần trước mày bảo tao có hai đáp án thì không chọn cái nào. Thế bây giờ tao không chọn cái nào cả. Ông ơi, cuối cùng thì mày cũng phải nhờ đến tao ra tay rồi đúng không? Ừ, tại vì là cái câu này nó có dính tính toán học ấy, làm tao hơi lo ngại. Tao không 10 triệu, tao định vay tiền mày ấy. Thì tao biết bạn tốt sinh ra cho những người khác như thế này mà. Tỉnh lại đi đừng ngu. Cái này nó là câu hỏi, chứ không phải là cô vay tiền thật. Nhưng mà câu hỏi này có bẫy. Mày nhìn xem cái nhân vật bí ẩn kia kìa. Có một sự tác động ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tâm lý của bọn con gái. Cái người đang vay 2 triệu đấy. Thế thì mày sẽ xử lý như thế nào? Có phải vì tao tính sai đúng không? Biết ngay mà biết thế ngày xưa học chăm chỉ học toán tí. Trời ơi, mày giúp tao với. Đây. Sao nào? Mày có thể đừng xem vào chuyện yêu đương của bọn tao có được không? Chẳng qua là tao giúp cho người yêu của mày vượt qua phép thử thôi. Nếu cảm ơn thì thôi chứ. Rất cảm ơn. Và đéo hậu tạ nhá. Với lại tao chẳng thử gì cả. Bởi vì tao biết trước kết quả rồi. Còn việc mày khiến người yêu tao trả lời những cái câu hỏi bất bình thường như thế càng khiến tao nghi ngờ thêm thôi. Tao yêu cục mật ong vì đấy là cục mật ong của tao. Mà có khi ấy, bây giờ người duy nhất bị thử là mày đấy. Tao không tin. Mày đừng có mà động đến lòng tự tôn của một con bóng chuối như tao. Thế bây giờ tao hỏi mày, nếu như mà hai đứa chia tay, mày sẽ làm gì? Tao chẳng làm gì cả. Vì chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu. Ôi, sư cục mật ong của em quá. Cái đồ béo của anh, em giỏi không? Đồ rê mi fa son la subscribe đi. Subscribe kênh YouTube Nhà Cấp 4 nhé.